Xin chào quý vị nhà đầu tư. Như ở clip trước, tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn cách nhận diện các cái doanh nghiệp bán lẻ có tiềm năng tăng trưởng mở rộng trong tương lai. Thì đến clip hôm nay, tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn cách để nhận diện các doanh nghiệp sản xuất tăng trưởng trong tương lai như thế nào. Nội dung gồm có 4 phần chính như sau. Một là đặc điểm để mở rộng của ngành sản xuất. Thứ hai là dấu hiệu tăng trưởng trên cân đối kế toán là gì. Thứ ba là những lưu ý khi áp dụng vào các cổ phiếu. Và thứ tư là đánh giá hiệu quả tăng trưởng của cổ phiếu như thế nào thì tốt cho nhà đầu tư. Trước tiên là về doanh nghiệp sản xuất có đặc thù chung như thế nào. Thứ nhất là doanh nghiệp này muốn mở rộng thì phải đầu tư tài sản cố định rất nhiều. Khác với các cái doanh nghiệp bán lẻ, họ muốn mở rộng chủ yếu họ tập trung vào tồn kho. Thì doanh nghiệp sản xuất thì muốn mở rộng thì họ phải đầu tư tài sản cố định. Thứ hai là suất đầu tư cố định của các doanh nghiệp càng lớn, ví dụ như các cái doanh nghiệp công nghiệp nặng, thủy điện, nhiệt điện, thép, ô tô, thì đây là những cái doanh nghiệp có cái tỷ lệ thâm dụng vốn rất cao. Bởi vậy cho nên các doanh nghiệp này muốn mở rộng một cách nhanh chóng sẽ rất khó. Chính vì thế quý vị mong muốn tìm những cái doanh nghiệp mà có thể tăng trưởng 30-40% thì đây là những cái đối tượng sẽ rất khó có thể tìm thấy, mà phải tập trung vào những cái doanh nghiệp có sản xuất nhưng mà cái suất đầu tư cố định nó không cao. Thứ ba, đầu tư cố định thì lại có hai dạng khác nhau. Dạng thứ nhất đó là xây dựng nhà máy và nó hạch toán vào xây dựng cơ bản dở dang ở trong cân đối kế toán. Đây là một dấu hiệu tăng trưởng. Dạng thứ hai đó là doanh nghiệp mua sắm tài sản cố định một cách trực tiếp và đưa vào sản xuất ngay, thay vì là xây dựng nhà máy, nhà xưởng. Đó, thì đấy là cái yếu tố thứ hai. Và trên đây thì tôi đưa ra cái dấu hiệu nhận diện doanh nghiệp sản xuất tăng trưởng thông qua tài sản xây dựng dở dang. Ở đây chính là mã cổ phiếu DHC Đông Hải Bến Tre. Thì tài sản xây dựng cơ bản dở dang của Đông Hải Bến Tre đã tăng rất mạnh. Nếu như 2015-16 không đáng kể thì 2017 đã lên đến 529 tỷ và 2018 là 1.088 tỷ trên tổng tài sản dài hạn là 1.247 tỷ. Thì tổng mức đầu tư cho cái dự án Giao Long 2, tài sản dở dang này cho Giao Long 2 là 1.200 tỷ, công suất gấp 3,3 lần so với nhà máy hiện tại. Do đó khi vào hoạt động thì hứa hẹn rằng DHC sẽ có cái sự tăng trưởng rất mạnh mẽ. Thì với cái công suất gấp hơn 3,3 lần này thì thực sự là rất là đáng lưu tâm. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đã mua vào đầu năm 2019 với cái giá điều chỉnh cổ tức là 26.000 đồng trên một cổ phiếu. Và Giao Long 2 đã đầu tư được 1.088 tỷ đấy, trên tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ. Thì do đó chúng tôi nhận thấy rằng chỉ trong một vài quý tới là Giao Long đi vào hoạt động, thì khi đó doanh thu của DHC bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên để lợi nhuận tăng trưởng được thì nó cần phải thời gian dài hơn. Chính vì thế chúng tôi đã mua vào đầu năm 2019 và kết quả đến nay rất là tích cực, giá cổ phiếu đã tăng gấp rưỡi chỉ trong vòng chưa đến một năm. Thì trên đây là trường hợp DHC. Tiếp theo, doanh nghiệp sản xuất có dấu hiệu tăng trưởng thông qua tài sản cố định, tức là các doanh nghiệp này họ không cần phải trải qua bước xây dựng cơ bản dở dang. Thường là những cái doanh nghiệp mua máy móc về xử lý luôn hoặc là mua tàu biển về. Thì cá biệt thì trường hợp đây là trường hợp cổ phiếu PVT. Thì tài sản quý 4 2018 của PVT có tăng trưởng khoảng 10%, tăng hơn 800 tỷ đây. Thì nguyên nhân đó là PVT sắm tàu mới đi vào hoạt động vào quý 4 mà không thông qua xây dựng dở dang. Chính vì thế chúng tôi nhận thấy rằng cái tiềm năng mở rộng và tăng trưởng của PVT tương đối tốt. Bởi vậy cho nên chúng tôi đã quyết định mua cổ phiếu PVT này vào đầu năm 2019. Và thực sự kết quả 3 quý đầu năm 2019 đã mang lại rất là tích cực cho PVT. Tính vì thế cho nên giá cổ phiếu PVT chúng tôi mua vào thì cũng có sự tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt, khoảng 20%. Trường hợp thứ ba đó là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có cái dấu hiệu tăng trưởng thông qua cả hai, một là tài sản cố định, hai là tài sản dở dang. Thì như ở trường hợp này đó là trường hợp của tập đoàn FPT.
Thì thứ nhất là tài sản cố định của công ty này tăng rất mạnh qua các năm, chúng ta có thể nhìn thấy đấy ạ. Đặc biệt là năm 2018, công ty đầu tư rất là nhiều cho mảng viễn thông cũng như mảng công nghệ thông tin. Tiếp theo là tài sản dở dang dài hạn của công ty cũng tăng trưởng rất là tốt đấy. Đó, rất là mạnh. Nó thể hiện được rằng FPT sắp tới sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng tốt thông qua việc mở rộng cơ sở vật chất cho FPT University, FPT Telecom và FPT Shop, tức là FPT Software đấy. Thì bên cạnh đó là FPT đã xây trụ sở mới làm việc ở cái cầu quận Cầu Giấy rất là hoành tráng. Bởi vậy cho nên là chúng tôi cũng mua vào cái cổ phiếu FPT này từ đầu năm 2019 với giá điều chỉnh là khoảng 34.000 đồng một cổ phiếu, và hiện nay giá cũng là 57.000 đồng một cổ phiếu, vì những cái tài sản này đã đưa vào hoạt động góp phần làm tăng trưởng doanh thu lợi nhuận rất tốt cho FPT. Tiếp theo là những lưu ý khi chúng ta áp dụng tìm kiếm doanh nghiệp để thực sự nó là tăng trưởng chứ không phải là ảo. Thì thực tế cho thấy rất nhiều các cái doanh nghiệp có đầu tư dở dang, có đầu tư tài sản cố định rất nhiều, tuy nhiên tăng trưởng thì không thấy đâu. Ví dụ như trường hợp của Hoa Sen, Hòa Bình, CVT, thậm chí là của Hòa Phát thì có đầu tư mở rộng rất lớn, và tại sao lợi nhuận của họ lại giảm và giá cổ phiếu lại giảm mạnh? Thì nguyên nhân nó đến từ các yếu tố sau. Một, mở rộng chỉ là cái điều kiện cần để doanh nghiệp có thể tăng trưởng mà thôi, chứ không phải cứ doanh nghiệp mở rộng là có tăng trưởng. Thứ hai, điều kiện đủ để thực sự là một doanh nghiệp tăng trưởng có hiệu quả, đó là dự án mở rộng của doanh nghiệp phải có hiệu quả cao trong cái điều kiện thuận lợi của nền kinh tế cũng như là của ngành và rất là nhiều các cái yếu tố khác thì mới tăng trưởng được một cách mạnh mẽ, từ đó giúp cho giá cổ phiếu tăng rất là tốt. Và thứ ba, khi tăng trưởng tương lai được xác nhận thì mức giá mua vào là một yếu tố quyết định, bởi vì không phải là cứ có tăng trưởng trong tương lai là chúng ta mua bằng mọi giá. Có rất nhiều các cái doanh nghiệp giá đã phản ánh trước khi thực sự đưa vào dự án và hoạt động, khi thực trước ngay cả khi đi và xây dựng dự án cơ. Ví dụ trường hợp của Hòa Phát, giá nó đã chạy trước rất nhiều từ năm 2017 khi Hòa Phát bắt đầu xây dựng Dung Quất. Tuy nhiên đến cuối 2019 thì Dung Quất mới vào hoạt động cơ. Đó, đấy là những cái chúng ta cần phải lưu ý. Và để có thể nghiên cứu sâu hơn về việc tìm ra các cái doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng mạnh, hiệu quả trong tương lai và có thể tăng giá cổ phiếu rất tốt, thì tất cả sẽ có ở trong cái lớp phân tích đầu tư chứng khoán chuyên sâu chỉ có tại AZFIN Việt Nam tổ chức hàng tháng. Thì quý vị và các bạn có thể lên fanpage của AZFIN Việt Nam để theo dõi các cái thông tin hàng tháng tuyển sinh của chúng tôi. Trên đây là những nội dung tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về phương pháp tìm kiếm các cái cổ phiếu sản xuất mà có cái dấu hiệu tăng trưởng trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.